Sáng ngày 15 tháng 8, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại km 191 510 cao tốc nội bài Lào Cai, đoạn qua xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Theo thông tin từ đơn vị vận hành đường cao tốc, ô tô tải biển số ở Nghệ An đi hướng Hà Nội, Lào Cai. Khi đến cầu Khe Sang, chiếc xe mất lái đâm vào lan can cầu rồi lao xuống phía dưới. Vụ tai nạn làm hai người bị thương. Chiếc ô tô rơi xuống gầm cầu với khoảng cách trên 20 mét lan can cầu khe sang hư hỏng. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực trên có mưa, lực lượng chức năng sau đó phải hạn chế một làn xe chạy. Nhận tin báo, lực lượng của Cục Cảnh sát Giao thông và đơn vị vận hành đường cao tốc đã có mặt để xử lý hiện trường và phân luồng từ xa.